Mẹ, bây giờ con không thương nữa. Con nít là cái gì? Tại vì thủ là có bao nhiêu? Đời bây giờ con hay lắm, hay lắm, mà chỉ được có lũ à. Tại vì chừng nào lũ là cái gì? Đâu có nhả được đâu. Nhả cái gì? Mới ăn no nhả làm chi vậy? Đời của con làm sao? Con ngủ không được, con đi không được, con nít không được. Bé lũ làm sao? Mẹ, con có lo không? Tại vì bây giờ con nhiều lắm. Hả? Không. Gì? What? Lâu lắm con mới được. Tại vì chừng nào con không được đó là con không có nói cái gì nữa. Mà chỉ mẹ thôi. Mẹ con không biết sao mẹ là lậu. Má có giống mẹ không? Sao chứ con thấy bà được? Mà chừng nào con thấy bà là bà có nghe không? Ồ, bà địch. Con không có nhớ mấy cái này. Mà thì sao? Má lậu. Chừng nào má lậu 10 là bao nhiêu độ? Bao nhiêu độ là có lâu không? Tại vì mấy cái người ba là có được bao nhiêu? Mà bây giờ sao con giống mẹ? Yeah, wait. Do you huggy? Yeah. Bye. Shut up. He's paused. Bye. 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 See you later. Yep. Yeah, see you when you finish work. My man. Ồ, thằng đó có gì đó. Sao bây giờ con lũ đít nín ngất nha? Mà chừng nào cái lũ đít nín ngất nó làm sao con không biết. Má có lo nuôi không? Mà đâu có biết đâu.